Từ xưa nó có mặt tại cửa biển Bến Đá thuộc thành phố Vũng Tàu. Có một chiếc ghe đang tìm chủ. Chiếc này kêu giá là 590 triệu. Thì bây giờ Từ Siêu mời quý vị vô chi tiết để xem coi có cái gì. 590 triệu. Ghe người gặp ship. Đi theo Từ Siêu sẽ có nhiều thú vị. Đây chiếc mũi em nói nha. BV 985-88TS. Thì ghe đã lắp keo nguyên con rồi. Bây giờ mời quý vị lên ghe vô chi tiết nha. Nghề gặp ship. Rồi gọi cho chủ nha. Giờ lên ghe. Ghe nằm tại bến nhà nghe quý vị. Về phần kích thước á, bề ngang á là 5m1 phủ bì. Đó, còn bề dài á là 18m2. Tâm hạ của nó là 2m2. Đó. Cái phần gặp ship á thì anh chủ để trên nhà rồi. Đó. Quý vị muốn mua gặp á thì cứ điện cho chủ nha, số điện thoại trên màn hình á. Ghe này hiện tại á là lắp keo á thì 4-5 lớp. Chủ nói gì đó. Thì nắp nhiều lắm. Giấy tờ á là giấy gặp ship. Rồi xuống dưới nha. Cẩu nè. Về thì mình không thích thì mình chế biến lại nữa. Thì mỗi người mỗi ý mà. Rồi xuống đây xem nữa. Xuống vào hầm mũi coi nha. Cây neo, đường dây neo nó còn không anh? Không. Không có luôn ha. Đúng rồi, không có neo. Ừ. Neo thì có cắt neo như bờ biển á. Rồi xuống đây xem nha. Phần hầm mũi nè. Phần mê này nè quý vị, là cây sao nha. Be của nó là 5 phân. Có sữa vô á là cây trò. Đó. Này xài bù lon không à. Có tét phần đó thì phần nào hư thì anh chủ cũng đã sửa đây rồi đó. Ủa sửa đây là cách bao lâu rồi ta? Năm mấy hay năm à? Năm mấy ha. Ừ. Thì quý vị đến xem lần nữa coi có vừa ý hay không nha. Cây sao xanh thì nó bền lắm đó quý vị. Rồi đi lên. Ở đây 21 á, anh lấy cỡ 2-3 thùng dầu cũ nhất cặn á. Rồi anh pha ba cái thuốc sâu vô. Đó, rồi anh quăng lên cho em. Anh tha hết cho em đi. Anh đừng xài nước sơn nữa. Bền lắm nha. Tha cho nó đen hết. Cứ tha hoài đó, năm tha hai lần đi. Rồi quý vị đến xem lần nữa nha. Coi vừa ý hay không. Đó. Đó. Phần này thì nó đụng chỗ nào không biết, test chút xíu nè. Nó quay thực tế vậy đó. Rồi đi lên. Nghề gặp ship. Sửa lại đó. Này chấp vô nè. Anh này là quản lý. Chiếc này anh nói á là chứa khoảng 1.500 đến 1.800 rập á. Phía dưới đây thì lắp keo hết rồi nè. Cái này mình về mình làm thu mua đồ sống là đúng bài ha. Lưới xù. Lòng bẫy ghẹ. Ở đây thì ghe đụng gãy nè. Rồi, giờ đi vô phần cabin. Này là lên ben thủy lực luôn nha. Hầm nè. Hầm ở đây là ảnh có đóng inox luôn. Ê cái này có thổi mớp không ta? Thổi trong đó có nóc ngoài. Thổi mớp rồi hả? Đúng rồi. Nóc mình để mớp á mình nhét vô trong. Ờ nhét vô trong. Đóng ngoài. Mớp miếng hay là thổi mớp luôn? Mớp miếng á. Mớp miếng ha. Ừ. Mớp miếng bị tít hả? Đen hả? Đúng rồi. Ờ. Nè, những cái xếp hầm này nè. Ừ. Nó đây cũng gặp cũ. Đi nóc hết trơn nè, gặp cũ nè. Thì còn 300 cái gặp đó. Ảnh em về nhà rồi. Nó thì mút này nó trong nè. Rồi xong rồi ảnh ốp cái nóc bên ngoài đó. Hai hầm này thì để chứa đá. Rồi giờ vô cabin. Cabin này á chủ nói là
mới sửa lại cây trò. Cây trò nghe quý vị, trò cũng bền. Nó giờ vô đây lái ben thủy lực luôn, cho một cái máy điện định vị đó, dàn tắp lô điện nè, đẹp. Kiểu này của Kiên Giang nè, nó phòng của tài công, thông xuống dưới phòng anh em ngư phủ luôn, tràng thờ phía bên trái. Cục sạc này á là của ghe kia nha, không có cục sạc, ghe này không có cục sạc đâu. Đó, giờ đi ra làm sao nữa. Thông nè, thông xuống dưới đây luôn. Rồi giờ ra làm sao. Ngang 5m1 thì cũng làm được nhiều việc đó, thu mua đó. Đó, cửa sổ. Ở đây bồn nước xài hả? Đó, bếp. Đây máy đây. Máy này chủ nói là Cummins 350 cò lớn, đại tu rồi, bao của bác tăng đa. Quá trời cái bình nước ngọt, xài inox luôn. Chủ này đầu tư ghê lắm quý vị ơi, bô lửa inox luôn đó. Bô lửa máy đèn cũng inox luôn. Ồ, cái máy đèn này là Isuzu 4. Dầu á, anh chủ nói là cho quý vị là 200 lít chạy về. Đó, 200 lít chạy về nha. Cái cốt của nó là nhiêu ly ta, nhớ không? Mình xuống này đi, coi lại cái cốt của nó rồi. Chân vịt của nó là chân vịt thao nha, chân vịt thao. Rồi đèn coi, 76, cốt 76 ly, chân vịt thao. Bánh lái của nó nhớ bánh lái cày hay là inox không? Inox nguyên con hả? Đó. Định quản lý nó gì đó, bồn dầu nè. Ở đây có tổng cộng là chứa cũng mấy ngàn á, cỡ nhiêu ngàn anh? 5 ngàn. Tổng cộng 5 ngàn dầu hả? Đúng rồi, 4 bồn. 4 bồn ha, đó, bồn keo. Cây cối thì hầm máy khỏi coi nha quý vị, ổn hết á. Rồi bây giờ nổ máy đi anh, đề máy đi. Để em qua đây cái. Rồi đề máy đi được không? Bây giờ sạc bình. Rồi xong rồi. Rồi được anh ơi. Hộp số này thì 4 tua nè, 135A. Thôi coi như hết bình đi. Bình này là cho mình có 2 cái ha, 2 cái 200 ha. Đó. Thì khi nào quý vị chịu giá rồi đó, là ở đây á, người ta sẽ cho quý vị mở xem cúp bê tăng đa. Rồi á, là nổ máy lên đàng hoàng. Bao hơi không? Bao hơi luôn ha. Hơi hám bao luôn đó, không bị gì đâu. Rồi cho 200 lít dầu chạy về. Im 800 triệu, phương lượng nhẹ. Rồi đi lên nha. Nói chung là lái ben thủy lực này nó toàn bộ hết rồi. Im lắm. Bình nè, thấy không? Hai cái, giờ hết rồi. Rồi đi lên. Ở đây là hầm kiệt á hả? Ở đây rộng đồ sống nha quý vị. Ghẹ, tôm, hai hầm luôn đó. Ngăn ga ha. Còn đây là hầm lái rồi. Rồi quá im luôn. Bây giờ quý vị cầm tiền mà làm một chiếc mới nó không hề đơn giản đâu nha. Bồ lửa inox luôn nha quý vị. Đó, hai cái bồ lửa này không thấy bộn tiền nữa rồi đó. Ghe thì hiện tại là chủ dư ga. Nó thật chứ ông chủ này nhiều ghe lắm, mà bây giờ ông không muốn làm nghề này nữa. Rồi xin nhắc lại nha, bề ngang là 5m1, còn bề dài là 18m2, còn tâm hạ đó là 2m2. Chứa thì khoảng 1.700, 1.800 đó. Nói chung là 1.500 đến 1.800 đi. Cái gặp. Đồ đạc thì ở đây là lái ben hết.
ghe hiện tại là giấy tờ thì ông chủ nói là ra phòng công chứng thì chủ chịu tiền, còn sang tên quý vị tự làm ơn. Nghề là nghề gập xếp. 590 triệu, thương lượng nhẹ. Giờ cầm tiền mà đóng chiếc này là đuối lắm quý vị ơi. Tiền công thợ là 700-800 triệu. Đó, đủ thợ hết trơn nha. Thợ keo, rồi thợ mộc, thợ cơ khí, thợ điện nữa. Nói chung là lặt vặt đủ thứ hết trơn á. Tiền ăn nhậu cũng vài chục nữa đó. Cái tời này nè là để lên gập nha, lên gập. Còn cái tời phía trước á là để lên neo nghe quý vị. Thì chiếc này á, theo mình nghĩ á, quý vị đem về làm được nhiều nghề lắm. Nói chung là không làm nghề cào được nha. Tại vì hộp số nó là quý vị hiểu rồi đó. Có 4 tua. Chứ bây giờ làm nghề cào đổi hộp số gì tùm lum hết trơn á. Chiếc này là làm thu mua nè. Đó, làm nghề gập xếp của nó nè, nghề đánh lưới nè, rồi nghề ốc bảy mực tuột nè. Đó, được. Rồi qua đến đây thôi nha, hẹn gặp lại clip sau nha. Gọi cho chủ đi, mình không có liên quan đến giá cả đâu, cứ gọi cho chủ đi, thương lượng đi, bao với tăng đa đó. Rồi bye bye nha, hẹn gặp lại nha.